là gì con? Học lớp 11 rồi à. Mà bây giờ dám nói là Quảng Thư là tú bà của Lầu Xanh. Trời đất ơi. Trời ơi, Quảng Thư là cái bà đánh ghe Thiết Kiều hả? Dạ. Ai biết chuyện này? Vợ tôi nhà nấu cơm không mà còn biết bà Quảng Thư là ai. Còn mấy người này chắc là báo chí rồi câu khách. Không có đâu nội. Ừ? Con tìm bằng chứng sống cho nội luôn á, nội tin không? Sống là ở đâu? Là sao? Mẫn ơi! Mẫn ơi Mẫn! Nó kêu em gì vậy? Mẫn ơi! Ngồi đây con. À, em có biết Quảng Thư là ai không? Thành viên mới trong lớp mình hả? Anh là lớp trưởng, anh không biết mấy cái đó thì anh hỏi em chi? Trưởng mà không biết quản lý thành viên trong lớp nữa. Đó, mọi người thấy chưa? Nó đâu có biết gì đâu. Cái thằng này. Trời ơi, con Quảng Thư con không biết hả? Dạ không. Trời ơi. Quảng Thư lại. Nhà ngộ quá, tiền kêu con ra đây hỏi nhỏ Quảng Thư là quắc là quơ nào. Con biết nó là ai đâu. Điện súng vô chửi con, đánh con. Nhưng nào hỏi bà bé Năm là ai nè, Hoàng Anh là ai nè, Đức Minh là ai, không biết thì quýnh con gia đình. Tự nhiên à. Chết, mình xin lỗi bạn. Cô duyên quá ha. Có sao không? Mắt nhắm mắt mở mà đi mà đụng bạn được cũng hay thiệt. Mà lựa ai lựa bạn gái đụng. Trời trời không khỏi nắng. Hai ông bằng hên. Nguyễn Đức Mẫn 11A4. Của ai vậy ta? Hình như là Mẫn đó. Ô điểm đẹp. Nét sắc sảo. Con dịch đổi chót luôn. Chà cứ dày hoài thầy cứ quan ngại cho tương lai của Mẫn. Mẫn ơi, Em sẽ cố gắng lần sau thầy. Cười gì mà cười? Bị la còn tính hà hăm dọa người ta nữa hả? Không có gì. Em cứ dày hoài thì tương lai em sẽ mờ mịt. Hiểu không? Không biết cảm ơn tôi hả? Dạ. Dạ em cảm ơn thầy. Trời ơi nó còn cảm ơn nữa. Cái này thương hiệu nghe. Chưa bao giờ tôi thấy tôi la một học trò mà nó quay ra nó cảm ơn thầy. Thương hiệu sau này sẽ đại diện cho thương hiệu đó. Thầy nói vậy? Ừ. Hồi trước em có đóng quảng cáo rồi. Vậy hả? Dạ, ăn ảnh lắm thầy. Ăn ảnh thương hiệu phân bón đầu câu phải không? Cười gì nữa? Người ta cười lý do chính đáng. Cứ việc cười đi mấy em. Biết nó biết xấu hổ hay không nữa. Đứng nói cười không mau giải tán đi. Đứng đây chi nữa? Đưa lại đây. Minh ơi, tụi em phát bài cho các bạn hết chưa? À dạ, đầy đủ rồi cô ạ. Ừ. À, cô có lời khen dành cho các em vì bài kiểm tra lần này á, các em làm văn rất là tốt. Nhưng mà lần sau nhớ chú ý tìm hiểu kỹ tác giả tác phẩm nha. Dạ. À, Minh ơi, em đọc cho các bạn nghe và coi như là rút kinh nghiệm cái bài mà tập làm văn mà điểm cao nhất đi em. Dạ. Thưa cô, em có ý kiến vậy nè. Tại vì á, tụi em từ xưa đến giờ học văn chỉ là qua những bài văn ngẫu và những bài văn điểm cao thôi. Nhưng mà em nghĩ ở những bài văn điểm thấp cũng có rất là nhiều chi tiết và nhiều điều mà chúng em cần phải học hỏi. Cho nên ngày hôm nay em xin phép cô cho em được đọc bài văn 2 điểm của bạn Nguyễn Đức Mẫn lên ạ. Cái thằng này. Thôi được rồi, em cứ đọc đi cho bạn rút kinh nghiệm ha. Em không đồng ý đâu cô. Không sao đâu mà. Dạ, em xin phép đọc ạ. Lão tiền bối Nguyễn Du bằng tuyệt kỹ thi pháp 68, ông đã tu luyện nên tác phẩm gây chấn động với giang hồ thở ấy và cả thế giới nhân dân hậu bối sau này đó mà. Đó là tuyệt phẩm mang tên Truyện Kiều. Bằng chứng là nhân vật tên là Dương Thúy Kiều của tiền bối Nguyễn Du vượt qua hết các level gian nan, qua 15 năm lưu lạc. Cuối cùng Kiều đã trở thành gián điệp hai mang, dùng mỹ nhân kế hạ độc thủ anh hùng Từ Hải đó mà mã.
Hoàng Anh. Dạ. Ngày mai mẹ đi đám giỗ nhà bà bạn, con đi làm tranh thủ về sớm nấu cơm cho mọi người ăn nha. Không được mẹ, ngày mai con hội thảo rồi, mà được nghỉ con tiếng à, con sợ không kịp á. Thôi tôi cũng vậy, mai là tôi hẹn mấy ông bạn già ở phòng khám ăn trưa rồi. Con thì đi họp lớp. Trời, ngày mai là ngày gì mà mọi người đi hết trơn rồi trời. Ở nhà này còn chú, còn con, còn Mẫn với con Cu Bo nữa mà chú. Dạ ai nấu cơm cho ăn. Thôi khỏi đi, chú có hẹn với thím Chi rồi, mai dẫn Cu Bo ra ngoài chơi. Trời đất ơi. Gì vậy con? Học sinh bây giờ chỉ có ăn với học thôi mẹ, không làm đụng tới móng tay luôn, mà kiến thức cơ bản còn không biết nữa nè. Ở là gì con? Học lớp 11 rồi à. Mà bây giờ dám nói là Quảng Thư là tú bà của Lầu Xanh. Trời đất ơi. Trời ơi, Quảng Thư là cái bà đánh ghe Thiết Kiều hả? Dạ. Ai biết chuyện này? Vợ tôi nhà nấu cơm không mà còn biết bà Quảng Thư là ai. Còn mấy thằng này chắc là báo chí rồi câu khách. Không có đâu nội. Ừ? Con tìm bằng chứng sống cho nội luôn á, nội tin không? Sống là ở đâu? Là sao? Mẫn ơi! Mẫn ơi Mẫn! Nó kêu em gì vậy? Mẫn ơi! Ngồi đây con. À, em có biết Quảng Thư là ai không? Thành viên mới trong lớp mình hả? Anh là lớp trưởng, anh không biết mấy cái đó thì anh hỏi em chi? Trưởng mà không biết quản lý thành viên trong lớp nữa. Đó, mọi người thấy chưa? Nó đâu có biết gì đâu. Thử. Ôi. Thử. Ê, nó đừng có xin lỗi nội. Cái thằng này. Trời ơi con, Quảng Thư con không biết hả? Dạ không. Trời ơi. Lại. Nhà ngộ quá, tiền kia con ra đây hỏi nhỏ Quảng Thư là quắc là quơ nào. Con biết nó là ai đâu. Điện súng vô chửi con, đánh con. Nhưng nào hỏi bà bé Năm là ai nè, Hoàng Anh là ai nè, Đức Minh là ai, không biết thì quýnh con gia đình. Đương nhiên à. Trời đất ơi, kiến thức này nó học ở đâu? Ê. Con dạy thể dục nha, đâu phải dạy văn đâu nhìn con. Mày. Mẫn à, em đừng có buồn nha. À, thật ra thì mặc dù em bị hỏng kiến thức trầm trọng lắm, nhưng mà xét về cái mặt khác á, thì cái bài văn của em nó rất là sáng tạo. Mẫn ơi, hay là em qua cô đi, cô dạy thêm cho em nha. Nha. Em không muốn học đâu. Cô Hiền hả? Cô có thể dạy kèm cho em được không? Hả? Em đồng ý học rồi hả? Dạ. À, vậy thì không biết ngay ngày mai em qua nhà cô đi, rồi cô sẽ dạy cho em luôn. Dạ. Ừ, bye bye em. Cuối cùng thì Mẫn cũng đã chịu học rồi. Bây giờ phải soạn giáo án cho Mẫn thì là kỹ mới được. Với số mắt mèo này, mình chết với mình. Bài đi. Thì lát nữa đi. Lát cái gì mà lát? Lát tới giờ cơm mà sao anh học được? Cái thằng này, im đi để cho anh ngủ tí được không? Dậy đi, ngủ gì mà ngủ. Dậy. Mày dậy bài nhanh lên. Mày bị khùng hả? Sao hôm nay tiện lo lắng đến chuyện học hành của anh vậy? À, đi. Chứ anh không làm gương chứ. Đi vô bài đi. Ê ê ê ê. Ê ê ê. Rồi cho anh ngủ 5-10 phút thôi nha, nhớ dậy học bài nha. Ngủ đi nha, lấy dậy học bài nha. Thằng này, nay bị gì ta?